Tôi xin chào tất cả mọi người nha, chào người đến với clip này Tùng. Đến clip này Tùng sẽ có một số máy giới thiệu cho mọi người nha. Ở đây Tùng sẽ có 3 hàng máy nha, 2 con máy Ben của Mỹ, 2 con máy Rami Blood của Japan và một con máy Asino của hãng Thái Lan nha. Rồi, bắt đầu trong clip này Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người con Rami Blood này trước nha. Thì ở đây Tùng sẽ có con Rami Blood. Tôi bỏ máy ra bên nha, cho rộng nha. Ở đây Tùng sẽ có con Rami Blood 7000 nha mọi người nha. Thì cái con này là đã đổ núm rồi. Đổ núm, đó, size 7000. Con máy thì còn khá là ok nha mọi người nha. Nó sẽ hàng thanh lý nên nó sẽ có những cái điểm chày cơ bản nha mọi người nha. Đây, giống như trong clip này, Tùng làm mọi người. Nấm thì nấm độ gold sớt. Thì nấm độ gold sớt này thì nó sẽ đi trùng với cái màu của con máy nha, và màu bạc vàng. Đó, giống như con máy như thế này nha. Trong này thì âm thanh kêu rất là hay nha mọi người nha. Đó, rất là hay luôn. Chung mà trong tầm giá mà tầm trên 1 triệu xíu á, thì anh em sẽ có nhiều sự lựa chọn lắm. Rami Blood hoặc là Ben nha. Thì con này chạy nền tảng là 6 quốc đạn nè. Trước thì 0.43 và 180m nha. Cái cối con này rất là sâu luôn. Rất là sâu luôn. Cái dòng này là dòng cải tiến từ con Rami Bạc nha. Rồi con này nó sẽ có cốt đôi đầy đủ luôn cho người chơi luôn nha. Đó. Hoặc nói chung là chức năng thì còn ok hết luôn nha. Con lăn đồ này nọ đồ ok hết luôn nha. Tất cả đồ ok hết. Máy thì hoạt động êm mượt nha. Máy thì hoạt động êm mượt. Anh em nào thích cái con này thì liên hệ Tùng nha. Đây, cốt nè mọi người, bồn bi nè. Anh em mà muốn chơi bạo lực mà giá rẻ thì anh em nên cân nhắc giữa con Rami Blood nha với con Ben Bushut đó. Thì hai con đó giá nó tầm trong tầm đó thôi mọi người. Đó, máy thì êm mượt nha. Rami Blood 7000. Máy sẽ có chạy những cái điểm căn bản, nhưng mà máy được bù lại máy độ nấm nha mọi người nha. Máy được độ nấm. Rồi, giá của máy này sẽ là 1 triệu cộng với ship nha mọi người nha. 1 triệu cộng ship. Đó, anh em nào mua thì liên hệ nha. Giá 1 triệu cộng ship nè. Cho con Rami Blood. Rồi, ở đây Tùng sẽ có tiếp một con Rami 7000 nữa. Thì con Rami này nó cũng đẹp hơn con kia rất là nhiều. Và cái con này nó sẽ còn full hộp nha. Đây, con này nó sẽ còn full hộp. Full hộp. Đầy đủ hộp luôn rồi. Đầy đủ hộp này. Hộp sách lông đờn. Đó, nói chung là con này đầy đủ nha. Cái bao này chưa xài luôn rồi. Đó, cái bao còn mới cáo luôn nha. Đó là con máy này hộp sách lông đèn đầy đủ nha. À, con máy chúng ta này, con máy còn rất là đẹp luôn, đẹp hơn con kia rất là nhiều nha. Nhưng mà giá thì cũng ngang con kia, 1 triệu cộng ship. Đó, mô pin thì hai con như nhau thôi, 0.43 180m, chạy nền tảng 6 quốc đạn. Con này là Seafather, có thể chơi nước mặn nhưng mà mình chơi ở mức độ nhẹ nha mọi người nha. Trong người tháng các chi tiết nó con này còn rất là mới luôn. Tại sao con này bán 1 triệu Tùng sẽ nói sau nha. Đây. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Đây, dầu mỡ nó là còn y như luôn mọi người. Đây. Cốt này, bi này, dầu mỡ này, y như luôn nha. Chứ mà con này không khác nhiều mấy mới hết người. Con này là tầm khoảng 89%. Trong máy còn đẹp nè mọi người. Rami Blood này càng nè, rotor còn đẹp nè. Nhưng mà cái con này bị một khuyết điểm á mọi người. Thì cái con này khi vận chuyển về á mọi người, thì cái đây là cái phần update. Update nè mọi người. Thì nó sẽ bị nứt cái chỗ này nha. Đó, nên giá con này chỉ có 1 triệu cộng ship thôi. Nó trông đẹp hơn con kia nhiều. Nhưng mà bù lại con này nó không có nấm độ nha. Nó là nấm zin. Anh em mà thích con này thì liên hệ nha. Giá của 1 triệu cộng ship. Máy thì hoạt động êm mượt, nó đầy đủ cốt, vòng bi. Âm thanh kêu rất là hay luôn nha. Đó.
khuyết điểm của nó là bị nứt cái update nha, update này nè. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết nha mọi người nha. Nó chỉ là một phần update thôi, để nó bảo vệ cái phần chi dưới của cái máy thôi. Anh em mà không thích thì tháo cái update này ra cũng được, nhưng mà đỡ như vậy cũng được người nha. Nó giá 1 triệu cộng ship, con máy rất là đẹp luôn. Còn anh em nào không thích con máy này thì lấy con máy nấm độ về thì khỏi độ nấm luôn mọi người. Là cái nấm độ không mọi người mua cũng 250 rồi. Rồi, đó là hai con máy Redmi Blade nhé. Rồi tiếp tục ở đây tôi sẽ có một con máy giá rẻ nè mọi người, giá rẻ hơn nữa, dưới 1 triệu. Đây, thì ở đây Tùng sẽ có con Asino của Thái Lan. Thì con Asino này là phiên bản cải tiến từ dòng Asino bạc. Đây, con này là con Asino SW Pro đó, 6000A. Nhưng mà size thật con này là size 8000 nha mọi người nha. Đó, body con này là ngang ngửa với cái con Redmi Blade luôn, size 8000. Nhưng mà con này được cái bạc đạn nhiều rồi. Con này nó chạy nền tảng là 9.1 bạc đạn. Nó sử dụng công nghệ Hagen của Shimano luôn, là dạng công nghệ mà nhẹ em rồi. Các hoạt động của máy thì còn ok hết. Đó, con này thì giá chỉ có 750k thôi mọi người. 750k cộng với ship nha. Anh em thích thì liên hệ. Đó, giống mềm. Chờ test cái này thử. Không có cái gì test cho người coi con lăn nữa. Cái móng tay Tùng cắt hết rồi mọi người. Nói chung là cái con này, cái dòng Pro này mọi người, thì cái tay quay của nó là cái tay quay carbon này mọi người thấy không, cái nấm carbon nha. Có những anh em mua về anh em lấy nấm carbon, anh em thớ nấm khác thôi nha. Tại nấm carbon này mọi người mua ngoài thị trường tầm khoảng mấy trăm ngàn mọi người nha. Đây, con này được cái nấm carbon và dòng này là tay quay đang vặn luôn nha mọi người nha. Đó, tất cả hai con máy lúc trước Tùng vừa làm cũng là đang vặn nha, con này cũng đang vặn, đổi tay trái phải bình thường nha. Đó, đang vặn. Đó, hàng của Thái Lan nha mọi người nha. Hoạt động nè. Đó, máy thì hoạt động bình thường. Máy hoạt động bình thường nha. Tùng test cái con lăn mà chưa được. Đợi Tùng lấy cùng dây thun nha. Tùng test con này. Đây mọi người, con lăn thì bình thường nha. Đây, con lăn này mọi người, Tùng lấy nét cho mọi người nha. Con lăn này, con lăn thì hoạt động bình thường nha. Rồi, máy thì hoạt động bình thường, giá là 750k cộng ship nha. Đó, anh em mà thích cái con dòng Pro mà có nấm carbon thì liên hệ Tùng nha. Tùng có một con duy nhất thôi, hàng này là hàng của Thái Lan. Thái Lan 750k cộng ship nha mọi người. Rồi tiếp theo ở đây Tùng sẽ qua cho mọi người con máy là Ben Busut. Ở đây Tùng sẽ có con Ben Busut 3 size 6000. Thì con máy này nó sẽ có full hộp sắt nha. Đây, máy này nó sẽ có full hộp sắt, bao bên này, hộp sắt lông đờn. Nhưng mà con máy này là đầy đủ nha, không thiếu gì hết. Đầy đủ. Thì đây là thông số con máy nè mọi người. Con máy này là trọng lượng 608g. Dòng quay là 5.6 tương đương với HG nha. Cước từ 0.48 vào 190m. Đó. Chạy nền tảng là 5 bậc đạn, công nghệ khóa hàm HT100, độc quyền của Ben nha mọi người nha. Đó, con này là full box nha. Rồi, con máy chúng ta thì nó sẽ có cước sẵn, cước và đai chùm cước nha. Đó, đai chùm cước. Dòng này thì tay quay đổi chắc phải bình thường nha, đang vặn nha mọi người nha. Dòng Busut 3 này là nó là màu đen nha.
máy thì nó sẽ có những cái chạy xước căn bản nha mọi người nha, chạy xước căn bản những cái điểm đó, con này nó sẽ bị xước cái phần rotor này mọi người, đó, cái càng xước sơ nữa này, còn lại thì ok hết nha. Máy này tùng ở Thanh Lý giá là 1,2 triệu cầm ship nha, đem thích thì liên hệ nha, 1,2 triệu cầm ship. Con máy thì vẫn còn chất lượng, ngoài những điểm chày ra thì con máy không có gì hết mọi người. Máy ta hoạt động êm mượt cho mọi người. Đó, dòng cảo. Đó, dòng Ben với Rami Blood thì Ben lúc nào nóng hơn mọi người, tại thương hiệu Ben lâu rồi. Ben thì tất nhiên full metal body nữa thì nó vẫn hơn Rami Blood. Anh em thích thì liên hệ con này nha, giá 1,2 triệu cầm ship. 1,2 triệu cầm ship cho con này. Rồi, con cuối cùng trong clip này Tùng sẽ giới thiệu cho mọi người là con Ben Battle nha mọi người nha, Ben Battle. Dòng Ben Battle này cái dòng cải tiến từ cái dòng Ben màu vàng với màu đỏ nha. Tại con này là bản DX thì nó sẽ được nâng cấp bạc đạn lên mọi người nha. Dòng quay con này vẫn là 5.6. 5.6 nè, con này bạc đạn là tầm khoảng con này Tùng nhớ không nhầm là 7 bạc đạn hay sao, để con coi. Đúng rồi, con này là 7 bạc đạn. Tại vì cái dòng trước của nó chỉ có 6 bạc đạn thôi, 5 bạc đạn chính là một con lăn. Nhưng mà đối với con này là nó tới 7 bạc đạn, 6 bạc đạn chính là một con lăn. Đó, bản là bản DX10 6.000. Máy thì còn khá là ok luôn nha. Đó, càng đồ hay càng đồ còn ok nha. Rotor cũng còn ok nè. Đó, nó chỉ chấm chấm sơ thôi. Trong máy thì gắn bát thì tất nhiên nó sẽ có chạy rồi mọi người. Nó tay quay thì đổi tay quay trái phải bình thường nha. Tôi quay đổi tôi quay cho phải bình thường. Mua pin con này cũng kêu khá là hay luôn. Đấy. Cái con này nó sẽ có xước nhẹ cái rìa này mọi người. Đó. Có dâm nhẹ cái rìa này. Đó. Cái rìa bên đó thôi nha mọi người nha. Còn lại thì ok. Đó. Rìa này mọi người. Cái rìa này. Đó. Còn lại máy thì ok nha. Hoạt động thì ok luôn. Nè. Đó, máy thì hoạt động bình thường nha, bình thường hết. Giá con này sẽ thanh lý giá là 1,6 triệu nha, 1,6 triệu miễn ship cho mọi người. Đó, 1,6 triệu miễn ship Battle Body. Đó, dòng mà cải tiến và bạc đạn nha, 1,6 triệu cầm ship. Ngoại hình thì còn ok, nó chỉ bị rìa cái viền thôi mà, cái viền cói. Đó, những con máy mà khi mà Tùng làm ấy, thì Tùng sẽ làm kỹ cho mọi người nha, tại có những anh em ở xa mọi người, anh em không có con máy được. Đó, càng đẹp nha mọi người nha, nó càng cũng đẹp luôn. Rotor thì nó có chấm chấm ở chỗ này, nhưng mà bên này rotor còn đẹp. Đấy. Chứ một con máy ngoại hình thì còn ok hết. Nó chỉ bị cái rìa có cái kia thôi. Nó còn lại thì ok nha. Máy thì bình thường. Con này thì về mọi người câu hồ, câu sông đều được hết luôn nha. Rồi, giá thì Tùng cũng báo trong clip hết cho mọi người rồi. Anh em thích con máy nào thì liên hệ Tùng nha. Tùng sẽ nhận và sẽ ship code cho mọi người. Những anh em nào ở xa thì có thể là liên hệ với số Zalo của Tùng nha. Còn anh em nào ở gần muốn coi trực tiếp thì cứ đến quận 5 thì Tùng sẽ cho mọi người coi trực tiếp nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp Tùng nha, để có thể là theo dõi những clip sớm nhất của Tùng. Anh em có bật thông báo lên để Tùng lên clip thì sẽ báo cho mọi người nha. Rồi còn bây giờ Tùng chào mọi người nha. Bye bye.